Hello mọi người đã đến với kênh YouTube của mình là mình là Trang Ngốc Sao đây. Bữa nay tụi mình có hẹn nhau đang muốn đậu mắm tôm nên là bây giờ mình phải sạch cái xe mình cho nó sạch để đi chơi chứ không thôi nó dài luôn. Đi đến cái gì? Hello cái đi. Bây giờ mình sẽ lại bước mình xong rồi mình sẽ qua nhà Vi. Thường thường đi học là mình chạy xe đi mỗi ngày luôn, còn cái này lâu lâu mới chạy lượn lần, mình cảm giác nó đã hay sao á, chứ chạy đi mỗi ngày cảm giác nó lười. Bây giờ là mình đang lái xe bằng một tay, còn một tay của mình là đang quay á, mà mình cũng hơi bị sợ, mình sợ là mình cầm không chắc cái điện thoại của mình nó rớt cho nó bể đang nát tan cành mấy khói luôn á. Hello mọi người, và bây giờ mình đang ngồi đợi mình chờ bữa nay dắt đàn em ra nữa nè trời. Lâu lâu mà mình lại vướng nó đi chơi cái điều có đàn em nó đi theo hết trơn á, đàn em mà cũng như vệ sĩ giờ mọi người, ghê gớm chưa nè đàn em của nó nè. Thấy không, đàn em. Bây giờ là tụi mình đang ngồi ở đây đợi Vi đi ra nè. Tại vì là Miến chạy vô nhà nó quá nên là đứng ở đây đợi nó đi ra luôn. Thì như mọi người cũng đã biết và mọi người không biết, lần nào mình đi chơi Vi nó cũng chở mình hết trơn á. Trong khi là xe của mình, tại vì mình lùi chạy nên là cho nó chở mình luôn. Thấy vậy cũng tiện, hai một đứa có xe mà là Miến chạy, còn một đứa thì nó phái chở, nên là bây giờ mình cho nó chở là một cái gọi là rất là hợp lý cho hai đứa mình luôn á. Ở nhà là Miến quá nên là con Vi nó rủ tụi mình đi ăn bún đậu mắm tôm. Trời ơi, tụi mình mà rủ cái là đi liền luôn á. Còn những thành phần khác trong nhóm mình mà không có đi á là cũng do tụi nó lười thôi. Còn mấy đứa mà không có lười á thì bị cha mẹ ganh nên là không có đi được. Ghé rồi cái nhóm gần 10 đứa mà mỗi lần đi chơi là có mấy đứa đi à. Tụi mình là những người luôn xuất hiện mỗi lần mà hẹn kèo đi chơi luôn á. Nói vậy thôi chứ tụi mình có nhiêu là đi nhiêu à, chứ ở nhà cũng làm biếng lắm nên là giờ đi ăn luôn cho nó vui. Trời trời, cái gì nữa không quay. Quay sao dính quỳnh luôn. Dính rồi, dính hết luôn. Mẹ cái nào? Ba cái đá, không một béo. Mình lạ hơn sao như vậy chị? Để ăn được á. Để ăn được á. Vui. Mình phải lịch sử. Tụi mình cứ để cái điện thoại đó quay xong rồi cứ lo ăn thôi à. Lúc mà mình lấy điện thoại là mình coi chờ đất cơm, quay tới 36 phút luôn. Điện thoại nào mà chịu nói. Cái cảm giác mà vừa ăn bún đậu bún cơm, cái kể chuyện trên trời dưới đất tùm lum chuyện xảy ra hết trơn, nó vui lắm luôn mọi người. Sau một thời gian gần một tiếng đồng hồ thì cuối cùng tụi mình cũng đã ăn xong hết trơn rồi, chỉ còn lại mấy miếng thôi à, tại vì tụi mình quá là no luôn rồi đó mọi người. Nói còn lại mấy miếng vậy chứ lát tụi mình cũng gán ăn cho hết, chứ chừa là cũng kỳ lắm đúng không. Bữa nay là tụi mình tính đi ăn bún đậu thôi à, xong đi về, nhưng mà tại vì bây giờ còn rất là sớm là tụi mình rủ nhau đi qua quán nước ngồi uống tiếp. Về nhà thì đâu có biết làm cái gì đâu nên là giờ tụi mình đi chơi cho đã luôn, người nào muốn về thì về. Ủa gì vậy? Trời đất ơi, mình không biết con Quỳnh nó cười cái gì nữa, nhưng mà mình nghe cái giọng cười nó thôi mà mình ngồi mình cười theo nó hồi nãy giờ luôn á mọi người. Tụi mình đi vòng vòng gần hết cái chỗ của mình luôn, cuối cùng tụi mình chọn là đi qua cà phê bên sông. Không phải là không có chỗ đi mà là tại vì tụi mình đi nhiều quá tụi mình chán á, nên là phải kiếm cái chỗ gì đó nó bớt chán thôi, chứ mấy cái chỗ cũ tụi mình đi nhiều quá rồi cảm giác nó cứ chán rồi, chứ qua cảm giác gì chưa? Chán rồi, rất chán. À thì qua cái cà phê bên sông này cũng chán luôn. Trời đất ơi, không có ai hết trơn, có mình tụi mình à. Mình cảm thấy là chỗ của mình không có cái gì vui hết trơn.
cảm giác nó cứ sao sao á, kiểu mình đi nhiều quá mình cũng chán mấy cái chỗ đó rồi, mình lại nữa thì mình cũng không biết. Bây giờ thì chỗ mình có xây thêm một cái quán trà sữa rất là to luôn, nhưng mà cái lúc mà tụi mình đi á thì nó chưa có xây xong, bây giờ thì đã xây xong rồi mà tụi mình chưa có đi, cũng do là không có đủ xe, không có đủ mặt của tụi mình đi á, nên là bây giờ tụi mình phải đợi tới đi học luôn rồi rủ nhau đi một lượt. Hồi nãy mà còn bên quán bún đậu mắm tôm á, tụi mình cũng nói chuyện cười đùa quá trời quá đất luôn, qua đây cái tụi mình im hết trơn, tụi mình không biết nói gì luôn. Đã cái chỗ này nó yên tĩnh rồi, nó không có nhiều người nữa, rồi gặp tụi mình cũng im luôn, nói chuyện nhỏ xíu mà không có gì cười đùa lớn luôn. Làm như vừa bước vô cái quán cái bị phong ấn cái miệng lên luôn, không có nói được gì nhiều á. Ở quán một hồi thì tụi mình đi về chứ giờ cũng hết biết đi đâu rồi. Cái lúc về thì Quy có kêu mình điện thằng Hiếu để cho anh thằng Hiếu này kia và các bạn cùng nghe nha. Dạ chị hết bệnh rồi. Sao cậu Quy bay đi sao rồi? Nghĩa nha. Ủa rồi mày đi với ai vậy? Tao với Quy. Ủa có hai đứa thôi hả? Chào xem. Dạ 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 xem. Lát tao lại chỗ cái xe đó coi coi. Coi coi xe tao xong chưa. Ủa, ủa tụi bay bộ đi vòng vòng lắm hả, nhiều lắm hả? Không, tụi bay đi ông cậu, tụi bay đi ông cậu, tụi bay đi ông cậu, tụi bay đi ông cậu. Trời ơi, tao lại tụi bay, trời ơi, tao lại tụi bay đi ăn, không muốn sạch bệnh. Dân nó xà đó, còn cũng cục mà, xong rồi tụi bay đi ông cậu, xong tụi bay chạy đi nữa rồi. Mày chè được không? Tao hả? Tao chắc tụi bay là phải nắm ơn xa chứ tao có biết kè đâu. Nhưng mà mày chịu không nè? Giờ sao Hiếu? Thì chạy lờ lại đi xong rồi tính. Chạy lên cho tao đi. Mày đang làm gì? Tao đang ngập rồi vậy nè. Tao đang chạy trước cửa nè. Tao đang chạy trước cửa hả? Đợi xíu tụi tao lên được không? Ừ. Ờ thì đợi xíu đi. Nhưng mà coi 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 thế nào mới được chứ. Không được thôi. Kêu mẹ kìa. Thì mẹ rước về. Nhìn lần lại coi. Thôi sao? Tại thử lòng vậy thôi. Thì tao không có nhà. Thử lòng vậy thôi. Còn đầy. Hiểu quốc dân. Trời Hiếu, mày thấy tao giống diễn viên chưa Hiếu? Tao tao biết rồi. Bởi vì tụi bay tự nhiên đi. Đi chơi mà không sạch mình. Tao thấy nghe vậy con. Chơi mà mất lại coi đi chơi sạch. Nó do mẹ cho. Về nhớ bay. À về nha. Bay 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 chó nha. Bay nha. Ông má cái khóc. Khóc luôn nha. Thấy nha. Sau cái ngày mà đi ăn bún đậu mắm tôm về rồi á thì ngày hôm sau mình định là đi mua đồ sẵn tiện đi chơi luôn. Cái mình có ủ Quỳnh, Quỳnh cũng đi mua đồ với mình luôn. Cái rồi Vi á thì còn bận ở nhà không có đi được. Nên là bữa nay chỉ có hai đứa mình đi chơi mình thôi, vừa đi chơi mà sẵn tiện đi mua đồ này kia nữa. Thường thường nếu mà mình đi chung với Vi á thì Vi sẽ chở mình, tại Vi nó khoái chạy xe, còn Quỳnh thì trời đất ơi mình phải chở nó, mình không có dám cho nó chở mình đâu mọi người. Hồi đợt rồi tụi mình có đi chơi kia mà lúc đó tụi mình đi bằng xe đạp á, Quỳnh á nó chở mình bằng xe đạp thôi mà hai đứa mình lộn cùng mèo té, trời ơi không ngờ tới luôn, nên là bây giờ mình không có dám cho nó chở mình nữa. Trời trời sao làm gì quá trời, làm đường thấy vui đảo vậy mà nó vui trời trời, mệt không ngã luôn. Hai đứa mình đi mua đồ sẵn tiện đi chơi luôn là vào buổi sáng, thì bây giờ chưa có gì trong bụng hết trơn là tụi mình quyết định đi ăn bún đậu mắm tôm. Không phải là không có cái gì ăn vào buổi sáng hết trơn mà tại vì tụi mình thèm bún đậu mắm tôm á mọi người. Trời ơi cái món bún đậu mắm tôm nó ngon tuyệt vời luôn á. Nhưng mà hai đứa mình đã rất là sai lầm khi đi ăn bún đậu mắm tôm vào buổi sáng, tại vì mình cảm giác nó không có ngon mà ăn buổi trưa mọi người, cảm giác nó cứ kỳ kỳ, nó lạ lạ. Không phải là bún đậu mắm tôm nó không có ngon mà là tại vì tụi mình ăn không có vô, ăn vào buổi sáng nó cứ sao sao. Ê có cái này cái mới nhóc luôn á, giống như mình bớt đậu hũ ra là phải như nó á. Tự nhiên thấy nhiều hơn phần bún, thấy nhiều hơn phần ba rồi luôn, không có không có bữa ăn đâu này, nhưng mà tôi chả được. Không có cái này luôn, không có cái này luôn. À, này có cà khám thì ăn thử. Sáng, sáng bắt kẹo. Thank you.
Đâu qua mở cái nắp cho mày nữa. Mày thả. Mày thả. Mày thả. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Sau khi mà tụi mình ăn xong rồi thì bây giờ tụi mình sẽ đi xuống chợ để tụi mình mua đồ. Mình biết là ở nhà mình là mình đã có 3 đôi dép rồi, nhưng mà tại vì mình cảm giác mấy đôi dép này nó đẹp quá nên là bây giờ mình vô mình mua thêm một đôi nữa thôi. Thì nói một đôi vậy đó, mình muốn có tiền thì mua thêm chứ sao, tại mấy đôi dép này nó đẹp quá trời ơi. Thì sau một thời gian mình lựa các kiểu con đà điểu luôn thì cuối cùng mình sẽ chọn đôi màu xám, tại vì mình thấy nó màu xám hợp với cái nón của mình. Đáng lẽ là lúc đầu mình định chọn đôi màu nâu kìa, mà tại vì đôi màu nâu thì nó không có vừa chân mình, với lại nó có hình ở trên nữa nên là mình không có thích lắm. Sau khi mà mua dép xong thì bây giờ mình sẽ qua tiệm sửa xe, tại vì cái xe của mình nó trục chặt vài thứ ở trên cái tay cầm. Cái tay cầm của mình là nó hư lúc mà mình còn đi học luôn kìa, lúc mà chưa có nghỉ hè luôn. Mà cái lúc đó thì mình nói là mấy ngày nữa mình sửa, cái xong rồi mình nói nữa là nghỉ hè mình sửa, cái cuối cùng gần hết nghỉ hè rồi mình mới đi sửa. Bữa nay mình quyết tâm là mình vô đây cho bằng được, mình phải sửa xong chiếc xe của mình, tại vì mỗi lần mình chạy xe á, mình kéo cái tay ga là nó cứ bị xúc cái đó ra hoài à. Nên là bữa nay mình quyết tâm mình vô đây sửa cho rồi, chứ không thôi mình không có muốn gặp cái cảnh mà mỗi lần chạy xe kéo cái tay ga lên cái nó xúc ra là mình phải đục mới vô lại. Hồi nãy đến giờ tụi mình đi ăn sáng với lại là mua đồ cần thiết hết trơn rồi, nhưng mà còn thiếu là mua sách với mua tập để học á mọi người. Tại vì mục đích chính hôm nay là mua sách với tập, mà cuối cùng tụi mình đi ra cài vòng vòng nơi chưa được mua nữa. Thì sau khi tụi mình mua tập với sách xong thì bây giờ tụi mình ngồi đây tụi mình chơi, tại vì tụi mình chưa có muốn về đâu, còn rất là sớm mà về thì là biến lắm. Bởi vì là cái bút bự nó sẽ bự. Mày rồi đi. Mày. Mày đi thôi hết. Gấp cái này lên. Đi luôn. Đi luôn. Mày đang có nó hết rồi ba ba. Để mua rồi nha các bạn. Thôi để gắn cái này vô cho nó liên tục. Rồi nha. Đu. Gắn cái này nó còn đẹp hơn nha. Anh nhìn nó ảo luôn á coi nè. Mà cái này chỉ là mặt sau thôi. Giống con dâu ấy. Dạ giống dâu, nhìn nè. Nhìn đây nè. Cái tóc này, cái hai con mắt. Cái mũi nè, phải có hai cái lỗ, hai mũi nữa. Hồi nãy giờ tụi mình làm con dâu xong rồi thì bây giờ chuyển qua chơi slam. Mày kiểu dạng là dọc này kia ơi là trời nó dơ lắm luôn á. Giờ nghĩ lại vừa tiết tiền mà vừa cảm thấy mình ngu lắm luôn á trời. Tự nhiên ngồi mình đổ xà bông vô rồi mình dọc rồi mình chơi đủ kiểu hết trơn. Hồi nãy giờ tụi mình ngồi trong quán là mình phá quá trời phá rồi, nên là bây giờ đi ra ngoài để hít thở không khí gió trời, chứ ngồi giọng giác lát thành khùng luôn á. Sau khi mà mua kem xong thì tụi mình có vô trường chơi với hai con chó. Chú có dạy trong trường mình á thì có nuôi hai con chó này nè, lúc mà đi học á thì nó nhỏ xíu à, còn giờ nhìn nó y hệt đô giọt luôn vậy trời. Nhìn cái tướng nằm của nó y hệt con nàng tiên cá luôn á trời. Ủa? Tao nói hành gì vậy? Hửi cậu. Lại có bạn mày hửi gì kìa? Hửi chưa? Sau khi mà dọc chó xong rồi thì giờ tụi mình về quán để tụi mình kiếm cái gì ăn đã, chứ giờ cũng có làm gì hết trơn. Vừa về quán thì mưa đùng đùng xuống luôn mọi người. Đáng lẽ tụi mình là tính về luôn á, mà tại mưa nên là tụi mình ở lại nữa.
Rồi video này của mình cũng đã dài rồi mà tự nhiên mình thấy video này của mình nó không có được hay á. Mình cảm giác mình tự không, mình cảm giác tự chán. Nhưng mà bây giờ mình cũng đã chỉnh rồi nên là mình đăng luôn chứ mình cũng không biết làm sao nữa. Mà tự nhiên thấy video này nó cứ kỳ kỳ, nó không có hay á. Mình vừa đầu xong nên là cái máy của mình nó hơi kỳ á, nó không có được vào ní với lại nó không có được cong lên, nó cứ thẳng chờ thấy ghê quá. Mình chỉ muốn nói là với phần mô tả của mình có để link Instagram để tốt, nếu các bạn muốn các bạn có thể bấm vào xem. Và nếu các bạn thích video của mình thì hãy nhớ nhấn nút like và nút đăng ký để ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.